Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 16 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên và Sơn La. Huyện Ân Thi còn nhiều điểm vi phạm công trình thủy lợi. Trang trại của anh Hoàng Quang Tuấn ở xã Đại Hưng, huyện Khoai Châu nuôi cá theo công nghệ Mỹ cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Em Vũ thành công, du học sinh nghèo tại Nhật Bản có nhiều thành tích trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh ta do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Tại tỉnh Điện Biên, đoàn công tác của tỉnh đã dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ đồi A1. Cùng dự có các đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. Hiện nay tại tỉnh Điện Biên có hơn 10.000 liệt sĩ từ các tỉnh trong cả nước đang yên nghỉ tại 4 nghĩa trang, trong đó có nghĩa trang liệt sĩ A1. Nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 có 644 ngôi mộ, duy chỉ có 4 ngôi mộ lớn có bia khắc đủ họ tên là của các anh hùng Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Trần Can. Tại đây có hàng trăm liệt sĩ là con em tỉnh Hưng Yên đang yên nghỉ. Tại nghĩa trang liệt sĩ đồi A1, đoàn công tác của tỉnh ta đã đến đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đã viết vào sổ lưu niệm tại nghĩa trang. Đoàn cán bộ thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên vô cùng biết ơn các anh hùng liệt sĩ nói chung và các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang Điện Biên đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nguyện đồng sức đồng lòng xây dựng tỉnh Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp để góp phần cùng cả nước xây dựng đất nhà ngày càng văn minh hiện đại. Xin kính chúc các anh hùng liệt sĩ an giấc ngàn thu. Thay mặt đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đã trao tặng quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Điện Biên 30 triệu đồng. Tại tỉnh Sơn La, đoàn công tác tỉnh ta đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Vi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và Hưng Yên đã trao đổi thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại năm 2017 và quý 1 năm 2018 của hai tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên mong muốn, trong thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục tổ chức các đoàn công tác, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương. Nhân dịp này, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên đã trao tặng tỉnh Sơn La một chiếc trống đồng và 20 triệu đồng tiền mặt để ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Sơn La. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà tù Sơn La. Đoàn công tác đã thắp hương trên phần mộ liệt sĩ tô hiệu, kính cẩn tưởng nhớ người cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Đồng chí Tô Hiệu thuộc thế hệ cán bộ cách mạng tiền bối của Đảng, tham gia cách mạng từ khi mới 14 tuổi. Đồng chí có công gây dựng nhiều cơ sở Đảng Hà Nội và các vùng lân cận. Đặc biệt, đầu năm 1940, đồng chí bị thực dân Pháp đẩy đi nhà tù Sơn La. Với cương vị là bí thư chi bộ nhà tù, đồng chí đã lãnh đạo cán bộ đảng viên trong tù, đấu tranh giữ vững khí tiết cách mạng. Chế độ lao tù hà khắc của thực dân Pháp và bệnh tật hiểm nghèo đã cướp đi sinh mạng đồng chí Tô Hiệu ngày 7 tháng 3 năm 1944. Đồng chí Tô Hiệu mất đi, nhưng tấm gương về tinh thần và ý chí cách mạng vẫn chói sáng. Trong vách tường đá của nhà tù, cây đào mang tên Tô Hiệu vẫn mãi xanh tươi. Đó là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của những người tù cộng sản, cho sức sống mãnh liệt của cách mạng Việt Nam. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến về Logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.
Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ngành, các địa phương. Logistics là ngành dịch vụ mới, là quá trình lên kế hoạch áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch, của hàng hóa hay thông tin liên quan đến nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm cuối cùng từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ. Trên địa bàn tỉnh có 3 phương thức để phát triển logistics là đường bộ, đường sông và đường sắt. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kế hoạch phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng logistics nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý chiến lược của tỉnh, xây dựng các trung tâm logistics đáp ứng đồng bộ trong chuỗi dịch vụ logistics của khu vực, trở thành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao trong cơ cấu ngành thương mại dịch vụ của tỉnh gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu, thương mại nội địa. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, logistics là ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể của nền kinh tế và phát triển dịch vụ logistics thành một ngành kinh tế đem lại giá trị gia tăng cao. Gắn dịch vụ này với phát triển hàng hóa xuất nhập khẩu, vì vậy cần có chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics hết sức cụ thể ở từng ngành, nhất là ngành giao thông vận tải và công thương với 5 nhóm nhiệm vụ chính, gồm hoàn thiện chính sách pháp luật về dịch vụ logistics, hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics, nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ, phát triển thị trường dịch vụ logistics, đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực. Cũng trong sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác cho cán bộ chủ chốt Hội Phụ nữ cấp cơ sở tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao mục đích tổ chức lớp học nhằm trang bị những kiến thức kỹ năng công tác hội đến từng chi hội phụ nữ cơ sở, giúp cho cán bộ hội có thêm kinh nghiệm đổi mới phương pháp hoạt động. Đồng chí yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học, nội quy nhà trường đề ra, tham gia đầy đủ các nội dung, tích cực trao đổi thảo luận cách làm hay giữa các địa phương trong tỉnh. Ngay sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền để hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, đặc biệt triển khai nghị quyết Trung 6 khóa 12, động viên và tạo cơ hội cho cán bộ nữ được học tập, nâng cao kinh nghiệm công tác và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Hiện nay, huyện Ân Thi còn 193 điểm vi phạm công trình thủy lợi chưa được xử lý dứt điểm. Trong đó, xây nhà kiên cố 71 trường hợp, lều quán 51 trường hợp, còn lại là các vi phạm như trồng cây, san lấp, cạp lấp, dòng chảy. Đây là những vi phạm đã tồn tại từ lâu, tập trung ở các xã Vân Du, Phù Ủng, thị trấn Ân Thi, Quang Vinh. Từ cuối năm 2017 và đầu năm 2018, có phát sinh một số điểm vi phạm mới tại xã Vân Du, Bãi Sậy, Hoàng Hoa Thám. Song chính quyền sở tại đã kịp thời phát hiện và cho dừng ngay việc thi công để xử lý. Ngoài ra, nhiều đoạn kênh mương tại các xã như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, tình trạng bèo lục bình phủ kín dày đặc gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước trong sản xuất nông nghiệp khi mùa mưa bão đang đến gần. Xử lý đất dôi dư là nhiệm vụ quan trọng giúp tăng nguồn thu ngân sách địa phương để phát triển kinh tế xã hội. Trong khi nhiều xã ở huyện Phù Cừ thu được hàng tỷ đồng, thì một số xã xử lý đất dôi dư vẫn còn chậm, có dấu hiệu trì hoãn trong thời gian gần đây. Đến nay, huyện Phù Cừ thu được trên 10,7 tỷ đồng từ xử lý đất dôi dư với trên 27.000 m². Các xã tích cực xử lý đất dôi dư có số thu trên 1 tỷ đồng là Đình Cao, Phan Xào Nam, Nhật Quang, Tống Chân và thị trấn Trần Cao. Tuy nhiên, nhiều xã xử lý đất dôi dư còn chậm. Đến nay, 6 xã có số thu từ xử lý đất dôi dư dưới 500 triệu đồng là Quang Hưng, Tam Đa, Minh Tân, Tiên Tiến, Minh Tiến và Minh Hoàng. Trong đó, xã Minh Tân chưa thu được tiền đất dôi dư, xã Minh Tiến có khoảng 3.000 m² đất dôi dư với 14 gia đình cần xử lý. Đến thời điểm này, xã mới thu được 86 triệu đồng của 3 hộ gia đình. Nguyên nhân khiến các xã này xử lý đất dôi dư chậm là do sự vào cuộc thiếu tích cực của chính quyền, quá trình thực hiện không thường xuyên, cán bộ đảng viên còn chưa gương mẫu thực hiện. Nửa tháng nay,
giá lợn hơi thương lái thu mua tại các địa phương trong tỉnh tăng mạnh. Điều này giúp các hộ chăn nuôi giảm bớt khó khăn. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nếu không cân nhắc kỹ lưỡng, người chăn nuôi sẽ vội vã tăng đàn trở lại, khiến cung vượt cầu. Từ 32.000 đồng một kg, thậm chí trong năm 2017, có thời điểm giá lợn hơi xuống thấp nhất chỉ còn khoảng 20.000 đồng một kg. Đến đầu tháng 4 năm nay, giá bật tăng lên 39-40.000 đồng một kg. Theo các chủ nuôi như ông Nguyễn Hữu Tân, huyện Phù Cử, ông Lưu Quý Xuyên, thị trấn Ân Thi, Nguyễn Đình Tung, huyện Văn Lâm cho biết, với mức giá này, người chăn nuôi đã bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, các chủ nuôi cần thận trọng, không nên ồ ạt tái đàn, không găm hàng để chờ giá lên cao. Bởi sau hơn một năm thua lỗ triền miên, nhiều chủ trang trại giảm số lượng đàn nuôi hoặc chuyển sang nuôi vật nuôi khác, khiến nguồn cung giảm, do vậy giá lợn mới tăng. Thực tế hiện nay chưa thể khẳng định đợt tăng giá lợn lần này có bền vững không hay chỉ là đợt tăng giá bất thường rồi lại kéo xuống thấp. Vì vậy các chủ nuôi cần xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng khi có ý định tái đàn, đặc biệt khi chưa liên kết được thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. Nhờ áp dụng nuôi thả cá theo công nghệ Mỹ, trang trại của anh Hoàng Quang Tuấn ở thôn 1 xã Đại Hưng, huyện Khoai Châu đã có năng suất chất lượng cao hơn rất nhiều so với cách nuôi cá truyền thống. Với diện tích trang trại rộng 12 mẫu, anh Tuấn quy hoạch trồng nhãn sen bưởi diễn gần 7 mẫu, còn lại là đào 4 ao nuôi cá áp dụng theo quy trình công nghệ Mỹ. Cách nuôi cá này là tạo sông trong ao bằng cách đào sâu đáy ao trên 2,5 mét và lắp đặt máy tạo sóng, máy sục khí, máy quạt nước, máy hút chất thải để tạo dòng tuần hoàn nước lưu chuyển khắp ao, đảm bảo môi trường ao nuôi luôn sạch. Bình quân một sào cho thu 2 tấn cá một năm, đặc biệt là sau thu hoạch có thể thả cá giống nuôi mới ngay mà không cần xử lý đáy ao với thời gian luân canh là 4 tháng một lứa. Gia đình anh Tuấn đã thu tới gần 50 tấn cá, đạt doanh thu trên 3,5 tỷ đồng, trừ chi phí cho lãi gần 500 triệu đồng. Với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, trường mầm non xã Tiền Phong, huyện Ân Thi đã xây dựng mô hình vườn rau sạch cho con, mang đến những bữa ăn bán trú an toàn và đảm bảo vệ sinh. Trường mầm non xã Tiền Phong đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2016 với 219 em đang theo học, trong đó có 150 em ăn bán trú. Mong muốn mang đến cho các cháu những bữa ăn an toàn, nhà trường đã triển khai mô hình vườn rau xanh ngay tại khuôn viên trường có diện tích 2.600 m² với đủ các loại rau theo mùa như rau muống, mùng tơi, cà chua, bí ngô. Theo đó, để giáo dục cho các em phải biết yêu quý thiên nhiên, cây xanh, mỗi ngày đều có các nhóm học sinh thay phiên ra tưới nước, xới đất, bắt sâu cho rau và tuyệt đối không sử dụng thuốc hóa học. Ngoài cung cấp rau sạch cho bữa ăn, mô hình vườn rau sạch cũng là nơi để các em có cơ hội trải nghiệm về làm vườn với các dụng cụ lao động, làm quen với thiên nhiên cũng như tiếp nhận về thế giới quan sinh động và trực quan hơn. Giúp các em cách nhận biết, phân biệt về các loại rau, những giờ học ngoài trời như thế này đã mang đến nhiều điều lý thú bổ ích cho các em, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế khó khăn, thế nhưng em Vũ Thành Công ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ, giành được học bổng Đông Du để sang Nhật Bản học tập. Sau 5 năm miệt mài phấn đấu, em đã đạt được những thành tích nổi bật, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Trong suốt 12 năm học, Vũ Thành Công luôn là học sinh giỏi, đã từng là gương mặt đại diện cho học sinh Hưng Yên được gặp mặt Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Tháng 8 năm 2012, Công một mình vào thành phố Hồ Chí Minh học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ Đông Du trong thời gian 6 tháng để chuẩn bị sang Nhật Bản. Trong thời gian học ở đây, Công tiếp tục giành học bổng của tòa soạn báo Asahi để học tại một trường ở Nhật Bản trong thời gian 2 năm. Một ngày của Công ở Nhật Bản bắt đầu từ lúc 2 giờ sáng đi phát báo đến 6 giờ sáng. Từ 9 đến 12 giờ học ở trường, 14 giờ đến 17 giờ đi phát báo. Do vậy, em chỉ dành được 3 đến 4 giờ đồng hồ để tự học. Chính những khó khăn vất vả đó đã thôi thúc em học tập chăm chỉ, trúng tuyển vào trường đại học Shiga, một trường quốc lập lâu đời, giàu truyền thống của Nhật Bản, học tại khoa kinh tế, ngành quản trị kinh doanh với số điểm cao, được nhận học bổng của trường. Với những thành tích này, Công đã trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bạn bè. Về em Vũ Thành Công trong 3 năm học tại trường học của ông Tư Nữ, thì bản thân em là một học sinh ngoan và rất nỗ lực trong học tập.
Thế và cả 3 năm học thì em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Về phía nhà trường thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi và rất là tự hào khi trường đã có một cái học sinh bước đầu đạt những thành công như vậy. Hiện nay khi đang là sinh viên năm thứ tư của trường đại học SIGA, với những kiến thức và kinh nghiệm có được, tháng 10 năm 2017 em thành lập công ty Inazuma dạy tiếng Nhật giao tiếp có trụ sở tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến 100% với sự tham gia của giáo viên là người Nhật Bản, thu hút hơn 300 học viên. Gia đình em là làm nông, thu nhập gia đình rất là thấp. Từ ngày em sang đấy là tự em trang trải hết bởi vì em có học bổng. Cái số lượng mà ngay cái lần đầu tiên thi đại học mà đỗ và các trường quốc lập thì rất ít, em là một số ít trong đó. Nhìn lại 5 năm đã qua, thành công bước đầu của em không đến từ sự may mắn mà đến từ sự khổ luyện, nỗ lực phấn đấu hết mình. Tin rằng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chàng trai Hưng Yên sẽ tiếp tục thành công với những dự định trong tương lai. Với sự chuẩn bị chu đáo và triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, mùa huấn luyện dân quân tự vệ của huyện Yên Mỹ năm nay phấn đấu tiếp tục đạt kết quả cao, chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Trong những năm qua, huyện Yên Mỹ thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương hàng năm. Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2018 đạt kết quả cao, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chú trọng khâu chuẩn bị bài giảng, viết giáo án, thực luyện, củng cố thao trường bãi tập. Bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị, trong suốt giai đoạn huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện thường xuyên theo dõi tiến độ huấn luyện, cử cán bộ phụ trách xuống các đơn vị trực tiếp kiểm tra quân số và việc thực hiện các nội dung huấn luyện bám sát phương châm, cơ bản thiết thực chất lượng. Sáng nay ngày 16 tháng 4, tức ngày 1 tháng 3 năm Mậu Tuất, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến đã trang trọng tổ chức khai mạc lễ hội Đền Bà Chúa Kho, mở đầu cho chuỗi các hoạt động lễ hội dân gian Phú Hiến năm 2018. Đền Bà Chúa Kho là một trong 16 di tích trong khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến. Đền tọa lạc trên khu phố Điện Biên 3, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, được xây dựng vào thế kỷ thứ 17. Bà Chúa Kho có tên thật là Lê Bạch Nương, thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Lê. Bà là một mỹ nhân trung quân ái quốc, giỏi văn chương, tinh thông võ nghệ, nên được triều đình phân công phụ trách kho ngân khố tại Vĩnh Ti Đồn, tên gọi trước kia của Phố Hiến. Khi giặc ngoại xâm đến, bà đã cùng quân sĩ chiến đấu dũng cảm quyết giữ kho ngân khố. Do thế giặc quá mạnh, kho ngân khố dần rơi vào tay giặc. Giữ trọn lòng chung với triều đình, bà đã tự vẫn bằng cách lấy máu của mình vẩy lên các vựa bạc làm quân giặc khiếp vía mà lui binh. Tưởng nhớ công lao của bà, nhà vua đã cho lập đền thờ bà và ban mỹ tự là Thiên Phủ Linh Tử. Đền Bà Chúa Kho có kiến trúc chữ nhị gồm 3 gian tiền tế và 3 gian hậu cung. Hiện nay trong đền còn lưu giữ được nhiều cổ vật có giá trị như 2 đạo sắc phong, niên hiệu Khải Định, tượng đồng, châm bạc, lục bình xứ cổ. Đền Bà Chúa Kho luôn là di tích linh thiêng, là nơi để nhân dân địa phương đến xin lộc cầu tài. Lễ hội Đền Bà Chúa Kho diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa và các trò chơi dân gian. Điểm khác biệt trong cách thức tổ chức lễ hội tại đây đó là không có các hiện tượng mê tín dị đoan, cò mồi viết sớ, dịch thể khấn thuê và không thu phí trông giữ xe của khách. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn 2 xã Yên Phú và Thanh Long, huyện Yên Mỹ đang tồn tại bãi rác thải khá lớn ven đường, thậm chí là ngay trên mặt đường. Thực tế này không chỉ gây mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến cho các phương tiện nhiều lúc không thể lưu thông qua lại. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra từ nhiều tháng nay và chúng tôi đã vài lần phản ánh nhưng vẫn không được xử lý. Đây là nơi được thôn Từ Hồ dành để tập kết rác tạm thời. Thế nên từ nhiều tháng nay, toàn bộ rác thải sinh hoạt của thôn đều được đổ tại đây. Do không được vận chuyển đi xử lý, lâu ngày rác được đổ tràn lan, kín cả hàng trăm mét đường giao thông thuộc hệ thống đường gom cạnh đường cao tốc 5B. Cách đó không xa, bên kia đường cao tốc 5B tuy không phải là điểm tập kết nhưng rác vẫn được người dân xã Thanh Long đổ tràn lan dọc theo mương nước. Theo quan sát của chúng tôi, ngoài rác sinh hoạt, tại đây còn có cả rác thải công nghiệp. Thay vì vận chuyển đi xử lý thì ở đây rác được đốt. Không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như canh tác của người dân. Rất mong chính quyền 2 xã trên vào cuộc, sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên. Thời gian gần đây,
bãi rác thải nằm trên tỉnh lộ 38B thuộc địa phận xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ cũng luôn trong tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt của người dân tập kết dày đặc, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Rác thải ở đây chủ yếu là rác thải sinh hoạt của người dân thôn Phượng Tường, xã Nhật Tân và thôn Nội Thượng, xã An Viên. Do hai thôn đều chưa có điểm tập kết rác thải tập trung nên người dân ở đây tự do đổ rác ra bãi rác tự phát này kéo dài lên đến 20 mét. Điều đáng nói, bãi rác nằm ngay cạnh đường tỉnh 38B, nơi có mật độ phương tiện giao thông dày đặc gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hai bên đường, rác thải bị gió thổi cuốn xuống sông, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng tưới tiêu hoa màu trong vùng. Nút giao cắt giữa tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và đường huyện 11B thuộc địa phận xã Đình Dù, huyện Văn Lâm là một trong những điểm nóng về tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt. Trước đây, tại khu vực này, không có hàng rào kiên cố khi có tàu đi qua, chỉ được căng dây chắn đơn giản. Một bộ phận người dân thiếu ý thức khi tham gia giao thông, không chú ý quan sát và chấp hành hiệu lệnh khi qua đường ngang. Trong khoảng 20 ngày, từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3, tại điểm giao cắt này đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm một người chết, 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Tháng 4 năm 2018, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đầu tư barrier tại điểm giao cắt này, nhưng để hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt thì người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức trách nhiệm.